Hôm nay cô lại kể cho bé nghe câu chuyện Cậu bé thích đùa. Ngày xưa, có một cậu bé sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Hàng ngày, ba mẹ vào rừng nhặt củi và hái các loại rau trái về bán. Còn cậu bé ở nhà có nhiệm vụ nấu cơm và trông coi đàn gà hơn chục con. Sáng nào, ba mẹ cũng dặn dò con trước khi ra khỏi nhà. "Con trông chừng nhà cẩn thận nhé." Nhớ đừng đi đâu chơi Nếu cáo hay chó sói vào bắt gà Thì phải la lên để cho dân làng đến giúp Cô bé luôn đáp Con biết mà, mẹ cứ yên tâm Nghe lời mẹ Cô bé chỉ quanh quẩn ở nhà Hết dọn dẹp nhà cửa Lại đi cho gà ăn Ngay nọ Cậu nhìn xa xa về phía rừng nghỉ bụng Nếu con cáo xuất hiện thật Thì có ai đến giúp mình không nhỉ? Thế là cậu nảy ra ý thử nghiệm, cậu liền ra trước cửa hô to. Cứu với, cứu với, cáo bắt gà nhà cháu. Ngay lập tức, dân làng sầm sập chạy đến mang theo bao nhiêu cây, gậy. Cáo đâu, cáo đâu nào? Cậu bé cười vô tư. Dạ, không có à, cháu chỉ đùa thôi. Nhiều bác cằn nhằn, đùa gì kỳ vậy? Vài hôm sau, cô bé đang quét dọn ở sau nhà, thì nghe tiếng gà kêu toan toát. Kì một con chó sói đang xông vào giữa đàn gà. Cậu chạy ra cửa kêu lớn. Cứu cháu với, chó sói vào nhà cháu. Nhưng cậu kêu khẳng cổ mà chẳng có ai đến, vì mọi người cho rằng cậu lại đùa như lần trước. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Bé thân mến, qua câu chuyện ở trên, bé hãy rút ra cho mình một bài học đó chính là đối với những chuyện nghiêm túc thì không thể đùa giỡn được bé nhé chỉ cần bé nói dối hay lừa người khác một lần thì sau đó họ sẽ không tin bé nữa